Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong thời lượng 10 phút của chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 500 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 6 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng trên địa bàn tỉnh đạt trên 47.500 tỷ đồng. Quy định mới của Bộ Tài chính về người có chức vụ quyền hạn không được thành lập doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây quản lý. Trả lời của cơ quan chuyên môn về câu hỏi của doanh nghiệp là xin cho biết các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cuối chương trình là phóng sự, cần có chính sách tháo gỡ khó khăn về xây nhà ở cho công nhân. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Tính đến hết tháng 10 năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 504 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, có 72 dự án đăng ký mới, các quốc gia có số dự án số vốn đầu tư chủ yếu là Nhật Bản giữ vị trí số 1 với 170 dự án có vốn đầu tư đăng ký gần 3,6 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đó là Hàn Quốc có 143 dự án, Trung Quốc có 118 dự án. Hiện toàn tỉnh còn nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới đã được giải phóng mặt bằng sạch, đang xây dựng hạ tầng với quy mô tập trung hàng nghìn hecta, thuận lợi về hạ tầng giao thông, điện cũng như nguồn lao động có tay nghề cao, chắc chắn thu hút dự án nước ngoài vào đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ tăng vào trong thời gian tới. Kết quả thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 đạt trên 47.500 tỷ đồng, tăng trên 200% so với cùng kỳ năm trước và vượt trên 140% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu nội địa đạt gần 44.000 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu đạt trên 3.700 tỷ đồng. Các khoản thu về đất có cơ cấu thu lớn nhất trong các khoản thu đạt trên 35.000 tỷ đồng. Ngược lại, thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục thuế Bộ Tài chính vừa công bố danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất cả nước năm 2021. Trong đó, Tập đoàn Hòa Phát có 10 công ty thành viên trong danh sách này. Đó là các công ty thép Hòa Phát Thương Niên, thép Hòa Phát Hải Dương, thép Hòa Phát Dung Quất, ống thép Hòa Phát Bình Dương, ống thép Hòa Phát Đà Nẵng, năng lượng Hòa Phát, thép cán nguội Hòa Phát, khu công nghiệp Hòa Phát Hương Yên, vận tải biển Hòa Phát. Năm 2021, các công ty thuộc tập đoàn Hòa Phát nộp trên 2.700 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2022 nộp gần 900 tỷ đồng trong tổng số gần 7.400 tỷ đồng thuế nộp ngân sách nhà nước. Sau thời gian xây dựng, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11, Urenco 11 tại xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm đã đưa vào hoạt động hai lò đốt hỗn hợp gồm rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt với công suất 200 tấn một ngày. Kết quả này đưa tổng số lò đốt xử lý rác thải công ty đang vận hành lên 6 lò đốt, công suất xử lý gần 400 tấn một ngày. Đây là doanh nghiệp đang đảm nhận việc xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày tại 7 huyện, thị xã là Văn Lâm, Văn Giang, Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ, Yên Mỹ và một phần thị xã Mỹ Hào bằng công nghệ đốt. Cùng với đó, công ty đang hợp tác với tập đoàn TNT để xây dựng nhà máy xử lý rác thải với 6 lò đốt, chia làm 2 giai đoạn đầu tư, dự kiến cuối năm 2023 sẽ đi vào hoạt động. Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 60 có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11. Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ quyền hạn không được thành lập giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Đó là quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán, quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, quản lý nhà nước về bảo hiểm, quản lý nhà nước về hải quan, quản lý nhà nước về giá, quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước, quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia, quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài, quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước, quản lý nhà nước về tài sản công. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại 0363 089 089 và hòm thư điện tử tại địa chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Chương trình đã nhận được nhiều câu hỏi của doanh nghiệp, cá nhân về các lĩnh vực đầu tư kinh doanh, đất đai, thuế, môi trường. Các câu hỏi của quý doanh nghiệp sẽ được chúng tôi chuyển đến cơ quan chức năng liên quan trả lời cụ thể. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau. Xin cho biết các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các trường hợp không phải thực hiện
thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo luật đầu tư. Sau đây là nội dung trả lời của ông Phạm Xuân Khoa, trưởng phòng quản lý đầu tư, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Cái luật đầu tư có hiệu lực từ 1/1/2021, trong đó là tại cái điều 37 của luật đầu tư có quy định là hai trường hợp, đối với trường hợp phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và những trường hợp không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó là đối với trường hợp phải cấp giấy chứng nhận đầu tư thì bao gồm những cái dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài và các cái dự án của các cái tổ chức kinh tế chiếm trên 5% vốn điều lệ, hoặc tức là các thành viên hợp danh chiếm đa số trong tổ chức kinh tế. Cái trường hợp thứ hai là các cái tổ chức kinh tế vừa tại cái điều khoản nêu trên là chiếm trên 5% vốn điều lệ. Và trường hợp thứ ba là các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế chiếm trên 5% vốn điều lệ. Đối với trường hợp mà không thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận đầu tư thì có bao gồm là các cái dự án có vốn đầu tư trong nước. Cái trường hợp thứ hai là những cái dự án mà không thuộc những điều khoản được quy định như tôi vừa trình bày nêu trên. Thì đối với trường hợp mà không phải thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận đầu tư thì nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án phải thực hiện báo cáo về cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư trước khi triển khai thực hiện. Thì cái nội dung báo cáo về tình hình thực hiện dự án thì thực hiện theo quy định tại cái thông tư 03/2021 của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Như vậy, nội dung câu hỏi của doanh nghiệp đưa ra đã được đại diện cơ quan quản lý nhà nước liên quan trả lời, giải đáp cụ thể. Quý doanh nghiệp có những câu hỏi xin gửi về địa chỉ chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại 0363089089, hòm thư điện tử Đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều khu công nghiệp được quy hoạch phát triển từ trước và đã được lấp đầy dự án và đầu tư. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp và đầu tư cũng như cho cả người lao động đến làm việc đang được chủ đầu tư các khu công nghiệp không ngừng quan tâm, trong đó có vấn đề nhà ở của công nhân. Đến nay, diện tích 121 ha của khu công nghiệp dệt may Phố Nối được lấp đầy với 54 dự án trong nước và nước ngoài vào đầu tư sản xuất kinh doanh. Khi 100% diện tích đã cho doanh nghiệp thuê, nhiều định hướng đang được chủ đầu tư tính tới để phục vụ tốt hơn cho cả doanh nghiệp và người lao động. Chúng tôi tập trung vào nâng cao dịch vụ, đó dịch vụ về cung cấp nước sạch, nước thải, cũng như là dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu, đặc biệt là liên quan công tác an sinh xã hội. Tới đây là chúng tôi sẽ dự kiến triển khai cái dự án nhà công nhân, mục đích là vừa giúp các doanh nghiệp yên tâm ổn định sản xuất, cũng như là người lao động yên tâm tạo sức hút người lao động đến làm việc và gắn bó với khu công nghiệp. Dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ phục vụ khu công nghiệp dệt may Phố Nối với tổng diện tích hơn 6 ha được tỉnh đồng ý chủ trương từ năm 2009. Đây là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh Hưng Yên đề xuất dự án xây dựng nhà ở công nhân. Dù đã hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng được gần 5 ha, nhưng phải đến 10 năm sau, tức năm 2019, doanh nghiệp mới hoàn thành thủ tục để được cấp có thẩm quyền phê duyệt tỷ lệ 1/500. Nguyên nhân chậm bởi thiếu các chính sách ưu đãi nên chưa thu hút doanh nghiệp bỏ vốn vào đầu tư. Đề xuất kiến nghị công ty tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi của nhà ở xã hội. Cũng như nhiều tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh như Hưng Yên, vấn đề nhà ở công nhân đang là bài toán khó. Dù theo quy định, các khu công nghiệp đều phải dành 2% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, nhưng chính những rào cản về cơ chế chính sách chưa thống nhất, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau nên các dự án nhà ở công nhân hầu hết chậm triển khai. Tỉnh Hưng Yên hiện có 17 khu công nghiệp và dự kiến sẽ còn tăng lên khi hạ tầng giao thông được đầu tư mở ra nhiều không gian phát triển mới. Khi đó, lực lượng lao động tỉnh ngoài đến làm việc sẽ tăng gấp nhiều lần hiện nay. Vì vậy, rất cần những chính sách tháo gỡ của các bộ ngành trung ương nhằm huy động vốn doanh nghiệp và đầu tư để những dự án nhà ở có ý nghĩa lớn với người công nhân sớm triển khai. Thời lượng của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp đến đây là hết. Quý doanh nghiệp có những thông tin cần phản ánh, chia sẻ trong chương trình, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục tuần sau.